Đây, đây là chân chân Ba Tư nha mọi người ơi, giữa đội Bưng Sa và Quách Bích của Vĩnh Châu. Đây là trận chân Ba Tư. Rồi mọi người thêm xem trận chung kết nha, trận này điều ai cũng đều chăm hết nhất nhì, đó là trận Moje với Tung Đức Hai. Quan trọng cái nước rút nè, con nước nó rút lên kìa, con nước nó đang lên vụt vụt luôn kìa, con nước đang lên vụt vụt luôn kìa. Thua quá, thọt bên hông luôn rồi, sự cố luôn rồi. Kệ đi, về ăn nhất cũng không sao đâu, vui. Cứu hộ. Rồi, Tôm Nước Hai vô địch, đội của anh Xem Mỹ vô địch cho mọi người ơi. Một chung kết dự đoán đã có dự đoán. Rồi, trận chung kết đến đây kết thúc nha mọi người ơi. Hẹn mọi người lại video sau.